Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra tất cả các dung lượng file và thư mục trong máy tính của bạn. Ở đây các bạn thấy là ổ C và ổ D báo đỏ, nó đã cảnh báo rằng ổ cứng của bạn đã đầy. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra là thư mục nào hoặc file nào nó đầy hoặc là bạn không dùng thì bạn có thể xóa đi. Các bạn vào Google có phần mềm G-Site Free. Các bạn download trang đầu tiên. Các bạn chọn Free Download. Trong Free Download các bạn có hai phiên bản là bản cài đặt và bản boot tape. Thì các bạn chọn bản boot tape nhé. Các bạn tải về. Các bạn open file thư mục chứa, các bạn rải nén ra. Bản boot tape là cái bản không cần phải cài đặt các bạn nhé. Phần mềm này yêu cầu chạy bằng admin, các bạn chuột phải chọn run as administrator. Ở đây các bạn chọn select disk, nghĩa là chọn ổ cứng. Thì ở đây ta sẽ chọn ổ C trước. Trong ổ C thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng có tất cả bao nhiêu file hoặc thư mục, dung lượng cụ thể từng thư mục file. Thì các bạn sẽ dễ dàng là biết được là thư mục nào, file nào đang có vấn đề hoặc là đang lặng. Ổ C các bạn lưu ý nhé, các bạn phải biết được cái file nào là file của hệ thống, file nào là file rác, file nào file không dùng, tránh trường hợp xóa nhầm sẽ gây ra lỗi win nhé. Ví dụ như cái file Hetfield System này, file 6.4GB, cái file này là file của hệ thống, không thể xóa được. Thường thì các bạn xóa những cái file ở trong thư mục cá nhân của profile, ví dụ như file Peter Nguyễn này là một cái profile. Các bạn chọn app data local. Bình thường những cái file trong thư mục tempo này là những cái file rác. Các bạn kiểm tra như file này của mình tempo lên đến 7.4GB. Nó đã chiếm quá nhiều dung lượng của C. File rác này sinh ra các phần mềm nó sinh ra để nó chạy. Khi chạy xong thì nó lại không xóa đi, nó thành file rác. Cái này thỉnh thoảng các bạn phải xóa đi. Mình sẽ xóa thử cho các bạn xem một số file và kiểm tra xem dung lượng nó có giảm không nhé. Các bạn bôi đen những thư mục cần xóa. Các bạn lưu ý nếu chọn delete thì các file này nó sẽ xóa vào thùng rác. Tuy nhiên mình đã chắc chắn những cái file này là file không cần thiết. Như vậy để giảm dung lượng của ổ đĩa mình sẽ chọn Sys Delete. Sys Delete là xóa vĩnh viễn nha các bạn. Các bạn nhìn thấy không, file toàn hàng trăm mê, từ hơn 200 đến hơn 600 mê. File này file rất là lớn. Nó làm cho ổ đĩa của các bạn bị chậm và đầy ổ. Nếu các bạn dùng kiểm tra thư mục ở trên Windows thì các bạn thấy là cái công việc kiểm tra rất là vất vả, vì các bạn phải chuột phải chọn property từng thư mục một để kiểm tra là thư mục nào lớn nhỏ hay thư mục nào có vấn đề. Tuy nhiên nếu với phần mềm G-File này các bạn rất dễ dàng để kiểm tra được toàn bộ thư mục trong ổ đó, từ đó dễ dàng sửa hoặc xóa những file hoặc thư mục không sử dụng. Bình thường một máy tính rất là nhiều thư mục, có thể lên đến hàng nghìn thư mục. Việc kiểm tra từng thư mục sẽ rất là khó khăn và mất nhiều thời gian. À,
Sau khi xóa xong thì các bạn thử quay lại ổ để kiểm tra xem nó có giảm không nhé. Các bạn lại chọn chuột file priority, các bạn thấy nó đã giảm đi được hơn 4 GB. Chúng ta tiếp tục xóa tiếp một số thư mục nữa. Các bạn tiếp tục chọn Shift Delete. Mỗi máy thì cái file và thư mục khác nhau, tuy nhiên mình sẽ hướng dẫn ví dụ máy của mình là như vậy. Các máy khác thì các bạn cũng làm tương tự. Những bạn nào mà làm video hay làm đồ họa thì những file rác sinh ra rất là nhiều. Nếu các bạn không quản lý những file rác thì chắc chắn một ngày nào đó ổ cứng của bạn nó sẽ đầy và nó sẽ báo màn hình đỏ, nhìn rất là phản cảm. Một số file do hệ thống đang nghỉ sử dụng nên nó sẽ không cho xóa. Vì vậy các bạn chọn skip để bỏ qua. Ngoài ra mình sẽ hướng dẫn các bạn một câu lệnh để xóa thư mục trong ổ tem, đó là phần trăm tem 1%. Các bạn nhìn thấy là cái ổ C nó đã chuyển sang màu xanh, chứng tỏ là đã giảm đi tương đối nhiều dung lượng. Các bạn Ctrl A và tiếp tục chọn Shift Init những file trong ổ Temple. Vì chọn Delete là không cần thiết, vì nhiều khi nó sẽ làm các file và thư mục chuyển từ ổ tem sang thùng rác thôi, nhưng nó không làm giảm dung lượng của ổ C được. Các bạn chọn Shift Init thì nó mới giảm hoàn toàn. Những file mà không xóa được thì các bạn chọn Skip nhé. Đây là những file còn lại khi xóa không thành công. Như dung lượng nó chỉ là 200 MB thôi. Trước đó là 7,4 GB. Như vậy là ổ C sau khi xóa một số file đã giảm được còn 10 GB trống. Trước đó chỉ còn 3 GB trống các bạn. Các bạn tiếp tục tìm những cái thư mục tiếp theo nhé. Mình chỉ hướng dẫn cơ bản đây thôi. Tiếp tục đến ổ D, các bạn nhìn thấy là nó có những cái file thư mục nào và dung lượng ra sao. Thì ở đây mình thấy là có 2 file gốt. Các bạn nhìn bên trên có 2 file gốt là dung lượng nó giống nhau, chứng tỏ là 2 file gốt này thừa một file. Mình sẽ xóa một file đi, 3,3 GB. Các bạn vẫn tiếp tục chọn Shift Delete, Shift Delete nhé. Rồi các bạn refresh, bạn thấy là ổ D đã chuyển sang màu xanh. Mình xin phép kết thúc ở đây. Các bạn vào trang YouTube Thắng Thủ Thuật, nếu thấy hay và hữu ích thì cho mình xin một sub nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.